Một trong những thách thức lớn trong nghiên cứu y sinh là hình dung các quá trình sinh học. Thật không dễ dàng để nhìn thấy những điều xảy ra bên trong các tế bào. Các mô phải được xử lý để các protein và cấu trúc có thể được dán nhãn và nhìn thấy dưới kính hiển vi. Trong những năm gần đây, nhiều công cụ và kỹ thuật kính hiển vi khác nhau đã xuất hiện giúp những nghiên cứu đó trở nên dễ dàng hơn. Bây giờ, một phương pháp tiên tiến hơn đã có sẵn. Báo cáo trên tạp chí Nature Methods, các nhà khoa học đã tạo ra Hybrid, một kỹ thuật làm sạch mô giúp các mẫu sinh học bao gồm cả những mẫu lớn trở nên trong suốt. Tiến sĩ Li Ye, phó giáo sư khoa học thần kinh tại Scripps Research, cho biết đây là một kỹ thuật làm sạch mô đơn giản và phổ biến cho các nghiên cứu về các bộ phận cơ thể lớn hoặc thậm chí toàn bộ động vật. Các dung môi mạnh, bao gồm các hóa chất như silen thường được sử dụng để loại bỏ các phân tử như chất béo làm cho mô khó nhìn xuyên qua và mờ đục. Sau quá trình xử lý đó, nhiều cấu trúc trong các mô đó có thể được dán nhãn và nhuộm màu. Mặc dù các phương pháp này nhằm cố định các protein khác tại chỗ và giữ nguyên cấu trúc trong tế bào, nhưng chúng có thể tạo ra các hiện vật và gây ra sự thay đổi. Cũng có những công cụ khác, chẳng hạn như protein kỹ thuật, để khi chúng được biểu hiện trong một động vật biến đổi gen, chúng sẽ mang một thẻ huỳnh quang chiếu sáng chúng trong mô. Những cách tiếp cận này có thể đủ khi các protein hoặc cấu trúc quan tâm nằm ở những vị trí cụ thể cục bộ, hoặc khi mô xung quanh dễ hòa tan hoặc gắn nhãn, nhưng khó hơn nhiều để nhìn thấy những protein và cấu trúc nhỏ bé đó trong toàn bộ các cơ quan hoặc động vật. Trong công trình này, các nhà nghiên cứu đã nghĩ ra một quy trình trong đó dung môi và chất tẩy rửa được sử dụng tuần tự cùng với hydrogel để bảo quản mô khi nó được xử lý thành trong suốt. Đồng tác giả nghiên cứu đầu tiên Victoria Noodle, một trợ lý nghiên cứu tại phòng thí nghiệm IE, giải thích trong nhiều trường hợp, bạn có thể cho toàn bộ vào một cái lọ và giữ trong máy lắc trên mặt bàn cho đến khi hoàn thành. Điều này làm cho nó thực tế và đủ khả năng mở rộng để sử dụng thường xuyên. Phương pháp này đã được thử nghiệm theo nhiều cách khác nhau. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng các tế bào trong ngực của những con chuột bị nhiễm SARS-CoV-2 có thể được nhìn thấy bằng kỹ thuật này. Vì quá trình này tương đối đơn giản, nó có thể được thực hiện trong một phòng thí nghiệm cơ bản hoặc thậm chí trong một cơ sở an toàn sinh học nghiêm ngặt nơi có thể khó tiếp cận hoặc mua thiết bị. Hiện các nhà khoa học đang sử dụng nó để theo dõi đường đi của các tế bào thần kinh trong các mô hình động vật. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!